Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán dành cho nhà quản lý. Nếu muốn quản lý và vận hành tốt được doanh nghiệp của mình, chủ doanh nghiệp cần phải biết những nội dung cơ bản, học để hiểu, học để biết liệu bộ phận kế toán trong doanh nghiệp đã đi đúng hướng, đã làm đúng cách và đã tuân thủ đúng quy định hay chưa. Đến với khóa học này sẽ giúp các nhà quản lý nắm bắt được mọi vấn đề xảy ra liên quan đến kế toán, tự tin quản lý vận hành tốt doanh nghiệp, kiểm soát được bộ máy kế toán. Các nội dung trong khóa học kế toán dành cho chủ doanh nghiệp bao gồm kiểm tra chỉ tiêu các công nợ phải trả, công nợ phải thu, các chỉ tiêu liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Chỉ tiêu về doanh thu trên báo cáo tài chính, phân biệt giữa doanh thu đối với từng mảng, doanh thu của mảng bán hàng hóa, bán thành phẩm và doanh thu của mảng dịch vụ. Để hiểu rõ được, các nhà quản lý cần phải học thêm khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu về giá vốn, từ việc bán hàng hóa và bán thành phẩm, các chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản liên quan đến thuế giá trị gia tăng. Các chỉ tiêu liên quan đến phân bổ công cụ dụng cụ và trích khấu hao tài sản. Các nhà lãnh đạo cần phải hiểu rõ về tình hình doanh nghiệp, tính hợp lý của một báo cáo tài chính phù hợp với luật thuế để đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế các rủi ro của doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện việc xử lý các chi phí đối với trường hợp không có hóa đơn chứng từ, cách rà soát kiểm tra các phát hiện đúng sai trong hệ thống kế toán, kiểm soát được các dòng tiền ra vào, hiểu được các văn bản thông tư nghị định để tránh sai sót, tối ưu các chi phí mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Chuẩn hóa các biểu mẫu, quy trình thực hiện hướng tới quản trị tài chính chuyên nghiệp và tối ưu thuế phải nộp. Cách quản trị rủi ro tài chính, rủi ro công nợ chủ động thông qua kiểm soát nội bộ về chi phí, các chính sách tín dụng. Từ đó, thông qua các bộ phận kế toán, các nhà quản trị có thể theo dõi được thường xuyên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm quá trình sản xuất, theo dõi thị trường và kiểm soát nội bộ. Từ đó đưa ra những đánh giá và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai. Ở khóa học kế toán dành cho nhà quản trị, bao gồm hình thức học một giáo viên kèm một học viên và lớp tập trung. Kế toán Việt Hương hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán dành cho nhà quản trị bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223. Để được tư vấn và hỗ trợ.